Tập làm văn lớp 5. Tả về ba em. Phần mở bài. Ba em là một thành viên quan trọng trong gia đình. Ba luôn gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Ba luôn cho em những lời khuyên hữu ích và cần thiết. Người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời em. Phần thân bài. 1. Tả về ngoại hình của ba. Ba em đã ngoài 40 tuổi. Người cao, cân đối mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc, khuôn mặt của ba tròn trĩnh và đầy đặn, mắt sáng, mũi cao. Cách ăn mặc của ba rất đơn giản, bộ đồ giản dị màu sắc nhã nhặn. 2. Tả về tính cách của ba. Ba là người luôn vui vẻ. Khi làm việc ba rất nghiêm túc và cẩn thận. Khi chơi với bạn ba rất hòa đồng. Ba luôn là người yêu thương cả nhà, lo lắng và quan tâm mặc dù ba rất giỏi nhưng ba luôn khiêm tốn với mọi người ba tả về hoạt động của ba hàng ngày vào sáng sớm ba chở em đến trường sau đó ba đi làm ở công ty ba là giám đốc công việc của ba đã chiếm hết thời gian của ba sở thích của ba là xem thời sự khi về nhà ba phụ giúp mẹ làm việc nhà phần kết bài ba là người em rất yêu quý và thần tượng em mong ba khỏe mãi để chăm lo cho chúng em trưởng thành em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công ơn của ba